For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất. Long Nhật, ở Huế tôi có cả một biệt phủ. Mới đây chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, ca sĩ Long Nhật khiến mọi người choáng váng khi giới thiệu dinh thự tại Sài Gòn. Anh còn nói thêm, ở ngoài Huế tôi có cả một biệt phủ nên gia đình tôi mà đoàn viên là không cần ở khách sạn. Thậm chí đạo diễn Quốc Thuận bảo rằng muốn đi chợ mua đồ nấu cơm. Long Nhật trịnh trọng nói, tại sao Quốc Thuận tới đây rồi còn phải đi chợ mua đồ nấu cơm? Ở đây có đầy đủ người giúp việc, lo hết mọi việc rồi. Trên sân thượng nhà tôi còn nuôi rất nhiều cá, trồng cả vườn rau xanh, chẳng thiếu gì. Nói rồi, Long Nhật dẫn đạo diễn Quốc Thuận lên sân thượng hái rau. Tiếp đó, Long Nhật chia sẻ về sự nghiệp của mình. Nếu tính thời gian tôi đi hát chuyên nghiệp thì đến giờ là tròn 35 năm, từ năm 1989 tới giờ. Còn theo lời cha mẹ, tôi đi hát từ thời mẫu giáo. Bố tôi là một nhà thơ, nhà thư pháp, giáo sư văn sử. Bố cho tôi học đàn, học múa từ bé để có được nhân cách tâm hồn đẹp. Bố mẹ tôi còn không cho tôi xách nặng quá 5 cân để giữ bàn tay đẹp. Gia đình tôi là một gia đình nho học, có giáo dục nên anh chị em toàn thạc sĩ, tiến sĩ nhưng cũng có tính nghệ sĩ rất cao, ai cũng thích ca hát. Cả nhà tôi ai hát đàn cũng hay. Từ thời đại học tôi đã hát sân khấu nhưng chủ yếu hát phong trào rồi về đoàn ca mối nhạc tại Huế. Hát ở Huế bị bố cấm, tôi trốn ra Đà Nẵng nhưng vẫn bị bố tìm tới bắt về. Tôi lại trốn vào Nha Trang rồi gia nhập đoàn Hải Đăng, một đại bang với nhiều nghệ sĩ lớn. Tiếp đó tôi vào Phú Yên rồi lại trở về Nha Trang. Tôi cứ hoạt động miệt mài, tới năm 1992 thì nổi tiếng tới tận bây giờ. Thế rồi tôi vào Sài Gòn, một thế giới rộng lớn. Tôi thấy thất vọng và sụp đổ. Chưa có chỗ ở, tôi phải đi ở nhờ. Chưa có chỗ hát, tôi phải đi hát ở nhà hàng, du thuyền. Tôi rất buồn khi hát nhà hàng vì nghệ sĩ không bằng miếng thịt bò. Người ta còn bận ăn, không thèm nghe tôi hát, không biết tôi là ai. Trong khi đó ở miền Trung tôi cũng là ngôi sao lớn. Tôi phải bỏ hết tất cả để vào Sài Gòn. Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi chưa bao giờ nản. Đồng cát-xê đầu tiên của tôi nhận được ở Sài Gòn là 30.000 năm 1995. Tôi rất tiết kiệm, mỗi ngày ra đường tôi chỉ cầm 20.000, 5.000 đổ xăng và 15.000 ăn uống. Tôi cố gắng ăn làm sao để 15.000 có một đĩa cơm, một ly nước ngọt. Là một nam ca sĩ người Việt Nam ở độ tuổi gần cuối 6X, anh chuyên hát dòng nhạc quê hương và nhạc trữ tình. Anh có thể hát nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng anh chuyên về giai điệu bolero mà đã thấm vào máu thịt, vào da từ bao giờ không biết. Anh đã trưởng thành từ khi anh được trúng tuyển vào đoàn ca nhạc Hải Đăng, Nha Trang. Cho đến bây giờ, anh đã thực hiện nhiều chương trình trên đài truyền hình VTV1, VTV3, VTV7, HTV, đài truyền hình Vĩnh Long và nhiều chương trình khác. Giới truyền thông cũng nói về đời tư, hoạt động âm nhạc, làm từ thiện của Long Nhật trải dài qua 5 tháng không phải là ít. Anh luôn quan niệm cứ cho đi sẽ nhận yêu thương. Và chính thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi, nuôi dưỡng để phát huy hoạt động nghệ thuật của mình. Anh luôn trân trọng. Danh ca Long Nhật vẫn đang tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương, dòng hát của anh ngày càng được khán giả yêu mến. Anh cũng xuất hiện nhiều trong một số game show của các đài truyền hình. Tính cách hài hước, thông minh cộng với tài năng của Long Nhật đã giúp anh chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Ngoài biểu diễn âm nhạc, anh được tín nhiệm và nhận thêm công việc của các đài. Anh dẫn chương trình rất hay, có duyên ăn nói nên được nhiều khán giả và nhà đài yêu thích, mến mộ. Với giọng Huế đặc sệt nhưng khán giả giọng Bắc, Nam hay giọng vùng miền cũng không kém ai. Khi được hỏi rằng liệu Long Nhật có thể duy trì sự ổn định ca hát theo thời gian hay không khi mà xu hướng lĩnh vực âm nhạc nói riêng và xã hội nói chung liên tục đòi hỏi sự thay đổi. Long Nhật cười giải thích, theo xu hướng thì dễ, cố gắng trở nên nguyên bản thì khó hơn nhiều. Các xu hướng hoặc sự lặp lại của một thứ gì đó phổ biến là một cách giúp bạn kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng. Nhưng để làm điều gì, một điều gì đó kinh điển khiến khán giả thừa nhận mà họ chưa từng thấy trước đây chắc chắn sẽ có thể tồn tại mãi mãi và mang đến những giá trị ghi nhận và đáng trân trọng hơn nhiều. Những chia sẻ này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.